Chào mọi người nha. Hôm nay mình xin test cái máy rửa bình. Đó, rửa bình một ngăn tráng và một ngăn rửa. Rồi Tướng Anh bỏ vô ngăn tráng. Máy được chạy tự động, giúp cho cái việc làm của công nhân nó khỏe hơn. Đó, rồi em bỏ qua ngăn rửa. Rửa bằng chổi. Nước phun bên trong bên ngoài bình luôn. Giúp cho việc rửa nó sạch sẽ. Nước nó không văng vô người nha mọi người nha. Máy giờ chạy bằng nhông xích, truyền động nhông xích. Máy truyền động bằng nhông xích. Chạy rất bền. Có cái bộ tăng đưa xích thì mà xích giãn luôn. Còn ở đây là sườn máy là làm inox 304 hết. Máy làm inox 304 hết. Cái này có bộ phận có 6 chổi. Đó, một cái chổi phía dưới, ba chỗ trụ với lại cái chỗ trên, chỗ giữa. Bây giờ thử cái độ phun nước bên trong đi. Rồi giờ mở cửa ra. Điện tắt ra đây, nước nó phun lên nè. Điện tắt hết đó. Nước ở giữa phun lên á. Nước chỗ giữa phun lên. Lấy tay lên, chia lại, đè đó, đè cho nó tắt xuống. Nước nó phun bên trong bên ngoài rất là làm nó rất là sạch. Sạch sẽ. Đó. Tại cái cửa xuống là nước nó không văng. Ai đã xem kênh nhớ đăng ký kênh giúp mình nha. Máy rửa này. Thử để đi Tiền Giang. Đó. Ngoài ra mình còn máy móc ngành lọc nước rất nhiều luôn. Rồi để cắt hai cái nhãn bỏ vô. Tạm biệt mọi người.